Linh cảnh hành giả chương 2712, điện thoại cầu cứu 3. Các thánh giả của người chết trở về muốn theo nguyên thủy vào phó bản, coi trọng là năng lực công phá phó bản của bọn họ đám đàn chúa tể này, tương đương với bảo tống một phó bản cấp A hoặc cấp S. Lão đại, tôi muốn lựa chọn vua mất nước, phó bản này, cấp S không có nắm chắc, cấp A mà nói, độ khó vừa phải, thưởng cũng không tệ. Trương Nguyên thanh lựa chọn phó bản cấp A tương đối ổn thỏa cấp a độ khó vừa phải phó thanh dương gật đầu giống với tôi nghĩ đúng rồi lần này người quen tổ đội vào phó bản linh quân cũng muốn chiếm một danh ngạch nói xong tiền công tử lộ ra một sự hoang mang nghe giọng điệu của hắn ý chí chiến đấu sụp sôi gần đây không biết gặp chuyện gì đại khái là ngọn lửa báo thù cho mẹ hừng hực thiêu đốt ở trong lòng đi trương nguyên thanh thầm nhũ cũng ở trong dự kiến người lười nữa biết mẹ mình có thể bị hại chết cũng sẽ khát vọng lực lượng. Cũng không biết nóng được 3 phút, hay là hoàn toàn đổi tính, lãng tử quay đầu. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, nhắm vào tư liệu phó bản vô mất nước chụp bức ảnh, gửi đến trong nhóm ban phái người chết trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người, chuẩn bị một phen, hai ngày sau vào phó bản. Tạ Linh Hy, a a a, lại có thể cùng Nguyên Thủy ca ca vào phó bản rồi, tưởng niệm công viên trò chơi kim thủy, ngượng ngùng tạ linh hy và nữ vương cũng ở trong danh sách vào phó bản hai người đều ở trong phó bản giết chóc cuối năm thuận lợi tấn thăng thánh giả anh gà đỏ vua mất nước nghe qua không phải may mắn lắm nha hai ngày này tôi đi bái phật cầu quẻ cho mọi người hạ hầu ngạo thiên anh muốn cầu quẻ tìm tôi là được rồi tôn miễu miễu gọi hạ hầu ngạo thiên anh không hiểu sao đây là chấp niệm của người tỉnh bảo thang chờ chút nhiệm vụ nhân vật phó bản tôi không xem hiểu nha thiên hạ quy hỏa hẳn là căn cứ nhân vật khác nhau sắp xếp nhân vật khác nhau loại phó bản này nhiệm vụ của thánh giả cùng chúa tể tự nhiên khác nhau anh gà đỏ vẫn phải cần sỉ nhục của hỏa sư thiên hạ quy hỏa lười quan tâm hắn lúc này điện thoại di động của trương nguyên thanh vang người gọi tới là kỵ sĩ gợi đòn gã này gọi điện thoại cho mình làm gì trương nguyên thanh nhận cuộc gọi bên trong truyền đến không phải giọng của địch thái mà là giọng một cô gái trẻ tuổi nguyên thủy thiên tôn là anh sao tôi là an kỳ kỳ an kỳ kỳ thư ký xinh đẹp đường chân tóc rất cao đó trương nguyên thanh nhớ ra người này nói là tôi có việc gì sao an kỳ kỳ cuốn lên nói ông chủ xảy ra chuyện rồi trương nguyên thanh nghe vậy cả kinh đã xảy ra cái gì an kỳ kỳ tốc độ nói cực nhanh lộ ra sự lo âu ông chủ ngày hôm qua vào phó bản rồi là phó bản cấp S. Phó bản cấp S. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh hơi thay đổi, phó bản cấp S cấp chúa tể, có thể nói mức trần của linh cảnh phó bản. Cậu từng cảnh báo hắn, đừng vẽ dấu bằng cho phó bản cấp S cấp chúa tể cùng phó bản siêu phàm, thánh giả độ khó cấp S. Cho dù là nội tình bây giờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vào phó bản cấp S cũng là cửu tử nhất sinh. Địch Thái tuy đã đạt được truyền thừa giáo đình, nhưng nội tình không có khả năng sâu như hắn, phó bản cấp S đối với kỵ sĩ đơn truyền mà nói, tỷ lệ tử vong 98%, tương đương tặng không. Khó trách An Kỳ Kỳ lo âu như thế. Ông chủ trước giờ khống chế điểm ẩn của mình, tấn thăng chúa tể tới nay, gặp được phó bản cấp B loại không tử vong, hắn cũng sẽ chủ động bỏ qua nhiệm vụ, tình nguyện khấu trừ giá trị kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy, chưa từng tiến vào phó bản cấp A, rất kỳ quái, hắn căn bản không có khả năng tiến phó bản cấp S. Giọng điệu An Kỳ Kỳ kích động. Ngài Nguyên Thủy, ông chủ từng nói chỗ dựa sau lưng ngài là bán thần nghề nghiệp hư không, tôi, tôi muốn cầu ngài cứu hắn, xin nhờ ngài đó. Trương Nguyên thanh giọng điệu ngưng trọng nói, tôi biết rồi, cô đừng vội, hắn ngày hôm qua vào phó bản, bây giờ hẳn là không có việc gì, tôi giờ liên hệ hội trưởng, cô chờ tin tức của tôi đi. Hắn an ủi an kỳ kỳ vài câu, sau khi hỏi rõ đánh số phó bản kỵ sĩ đơn truyền vào, liền cúp điện thoại. Phó Thanh Dương ở bên cạnh nghe trò chuyện thẻ nhíu mày, kỵ sĩ giáo đình kia phân phối đến phó bản cấp S. Trương Nguyên Thanh từng một tiếng, có chút lo âu nói, lão đại, tôi về một chuyến. Trên thân kỵ sĩ đơn truyền có chìa khóa cùng tàn bảo đồ của bảo tàng giáo đình, tuyệt không thể có sơ suất. Đồng thời, trải qua sự kiện nát su sa khẳng khái chịu chết trong phó bản giết chóc, hắn có kính ý đối với kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Trận doanh thủ tự tàn ô nạp cấu, kỵ sĩ giống như một dòng nước trong. Rời khỏi vịnh phó gia, trương nguyên thanh chân đạp ngũ thải kim long nhanh chóng quay về nhà bà ngoại rầm rầm gõ vang cửa nhà cậu ở trong mắt mợ cùng ông ngoại bà ngoại cậu cả ngày không ở nhà một đống tuổi rồi vẫn lông bông thật ra cậu là lấy danh nghĩa đọc ráp ngao du linh cảnh hoặc là làm chính sự đổi thành thời gian khác trương nguyên thanh chưa chắc có thể lập tức tìm được cậu trừ phi hắn gặp nguy hiểm nhưng giờ phút này tới gần giờ cơm cậu nhất định ở nhà vốn đã không hay ở nhà ba bữa còn không về nhà ăn mợ sẽ ly hôn với cậu ô ô vô dụng nguyên tử nhìn thấy cháu trai tới chơi cậu lại bắt đầu vần đơn của hắn bất nói nhảm trương nguyên thanh không có tâm tình ráp với hắn kéo cậu ra ngoài ở trước khi mợ mở miệng cao giọng nói mợ cháu với cậu ra hành lang nói chuyện một chút chuyện gì cần ra hành lang nói cơm chuẩn bị làm xong rồi mợ nấu cơm không thể ăn nhưng kiên quyết xuống bếp hô nói xấu bà ngoại. Trương Nguyên Thanh nói. Đi đi. Mợ vui vẻ đáp lại. Tiến vào hành lang, Trương Nguyên Thanh tốc độ nói cực nhanh báo cho cậu tin tức kỵ sĩ đơn truyền tiến phó bản cấp S, hắn vào là linh cảnh số 16, hoàng hôn của kỵ sĩ. Cậu ngao du linh cảnh nhiều năm, tiến vào không ít phó bản, chỉ cần biết đánh số cùng tên phó bản, liền có thể nhanh chóng tập trung vị trí. Ai, vô dụng nguyên tử, lại ra vấn đề khó cho cậu cậu một tay đút túi một tay xòe ra làm bộ dạng bất đắc dĩ được chuyện này giao cho cậu cậu sẽ mang kỵ sĩ đơn truyền về nhưng sẽ lấy phương thức cháu không thể ngờ được phương thức gì trương nguyên thanh hỏi lúc này mợ ở trong nhà hô ăn cơm nguyên tử cháu cũng ở lại bên này ăn đi tới đây vợ ơi cậu lon ton chạy về nhà nói cũng không nói xong trương nguyên thanh hùng hổ lẩm bẩm cao giọng trả lời không được mợ cháu tính ăn đồ ăn của bà ngoại đồ ăn bà ngoại làm khó ăn nói xong nhanh nhẹn chuồn đi đồ ăn mợ làm con trai ruột cũng không muốn ăn hắn chỉ là cháu trai không cần thiết hy sinh như vậy cậu vào nhà đóng cửa như đại lão gia ngồi xuống bàn ăn đốt một điếu thuốc trầm ngâm một lát lẩm bẩm linh cảnh vận chuyển trục trặc càng ngày càng nghiêm trọng cái gì càng ngày càng nghiêm trọng mợ bưng đồ ăn đi ra mẹ anh thời mãn kinh càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu thuận miệng nói. Phi. Mẹ anh mãn kinh 20 năm trước rồi. Mở gắt. Hôm sau, buổi sáng. Biệt thự của Victoria, Diệu Đằng Nhi ngồi ở trong nhà kính ấm áp như mùa xuân, nhìn vườn hoa ngoài vách thủy tinh nhúng sương trắng, hoa tươi muôn hồng nghìn tí giống như được ban cho ngạo cốt của hoa mai, ở trong sương lạnh tận tình nở rộ. Kinh thành cuối tháng 12, đã có mấy trận tuyết rơi hoa tươi bình thường đương nhiên không sống nổi qua mùa đông hoa cỏ trong vườn là linh quân bồi dưỡng hoa tươi trong vườn hoa tuy đẹp nhưng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi liền tỏ ra ảm đạm thất sắc khí chất cùng ngũ quan của diệu đằng nhi nổi bật ra một sự thanh lệ môi như chấm son đỏ con ngươi đen nhánh mặt trái xoan trắng non xinh xắn mũi thẳng tắp thanh tú nhìn mà quên đi thế tục loại mỹ nhân này không thể trang điểm vừa trang điểm liền ngã xuống phong trần anh nói nguyên thủy thiên tôn vì sao hẹn gặp mặt mẹ em hai tay diệu đằng nhi bưng cà phê nóng hổi tò mò nhìn về phía biểu ca đang nhìn nhau với bàn cây ở trong mắt cô nguyên thủy thiên tôn và mẫu thân không có bất cứ điểm chung nào từ sau khi ma quân chết mẫu thân bị ông ngoại coi là sỉ nhục của gia tộc chịu đã kích to lớn từ đó về sau ru rú trong nhà không giao tiếp nữa nguyên thủy thiên tôn có thể có chuyện gì phải gặp bà ấy còn chọn ở biệt thự của trưởng lão victoria Linh quân chưa trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn thật lâu, hoặc ngơ ngác nhìn về phía vườn hoa, bộ dáng tâm sự nặng nề. Trong tầng hầm ngầm, Trương Nguyên Thanh ngồi ngay ngắn ở ghế giữa cao, đánh giá người phụ nữ trưởng thành cũng ngồi ở ghế giữa cao. Người phụ nữ này hẳn là ngoài 40 rồi, nhưng chỉ nhìn từ dung mạo, càng dông thuộc nữ trẻ trung từ 25 đến 30 tuổi. Khuôn mặt như lòng trắng trứng, làn da so với thiếu nữ còn mịn màng hơn, ngũ quan có 4 năm phần tương tự diệu đằng nhi, nhưng càng thêm xinh đẹp, đúng, càng thêm xinh đẹp. Cô có giá trị nhan sắc của phụ nữ trẻ tuổi, quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, cùng với dáng người nóng bỏng, cân xứng, mạnh mẽ chỉ một yêu có, nhưng khuôn mặt ngưng kết một vệt ưu sầu nhàn nhạt, một người phụ nữ như hoa đinh hương. Nhiều loại khí chất nhào nặng ở trên người, chẳng những không mâu thuẫn, ngược lại đang vào ra sức quyến rũ đặc biệt. Mẹ nó, nữ nhân của ma quân ai cũng quốc sắc thiên hương, khi Trương Nguyên Thanh đánh giá người phụ nữ, người phụ nữ cũng đang quan sát người trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này tôi khác với diệu trưởng lão vong ân phụ nghĩa xem ở trên phần cậu từng cứu đàn nhi cùng linh quân hôm nay mới đến đây gặp cậu diệu phong vận dẫn đầu mở miệng có việc nói thẳng trong thanh âm lộ ra một sự lạnh nhạt cùng cường thế người không liên quan hãy tránh lui trương nguyên thanh mở miệng câu đầu tiên cháu từng nghe audio của dì cùng ma quân nghe vào trong tai diệu phong vận Loại phát ngôn bóc vết sẹo người ta này cực không hữu hảo. Độ hảo cảm của cô đối với nguyên thủy thiên tôn nhanh chóng hạ xuống, duy trì tư thế ngồi lười biếng, cười khẩy nói, thanh âm của dì dễ nghe không? Cần kêu vài tiếng cho cháu đã nghiền hay không? Đừng chơi trò ám muội với tôi, linh quân sẽ tuyệt giao với tôi. Trương Nguyên thanh mặt không đổi sắc, dì không lỗi lạc như Đằng Nhi cùng âm cơ, cháu hôm nay gặp gì? Không phải vì làm gì khó xử, mà là từ trong audio của dì cùng Ma Quân biết được một sự kiện. Khi nói chuyện, hắn trấn an địch ý cùng tức giận của Diệu Phong Vận. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe giọng điệu thành khẩn của hắn, sự không vui trong lòng Diệu Phong Vận nhanh chóng tiêu tán, liền tha thứ hắn, hỏi, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, cháu muốn phương pháp bồi dưỡng linh thực mẹ của Linh Quân để lại cho gì? Vẻ mặt Diệu Phong Vận đầy khó hiểu, cháu cần cái đó có tác dụng gì, nó cần kèm theo linh lực một yêu mới có thể có hiệu lực, không phải nghề nghiệp một yêu mặc dù đạt được cũng vô dụng. Gì, lòng hiếu kỳ đừng nặng như vậy, dễ dàng đưa tới tai họa. Trương Nguyên Thanh đang muốn thao túng cảm xúc của đối phương, để cô giao ra phương pháp bồi dưỡng, bỗng giật mình. Trước mắt có thái âm phù hộ, phương pháp bồi dưỡng lại phải một yêu mới có thể nắm giữ, vì sao không mang hạt giống tới, bồi dưỡng ở nơi này. Hắn có thể dạ du đến chỗ ở của triệu trưởng lão, mang tới hạt giống, lại quay về nơi đây, như vậy, đã tiết kiệm rất nhiều lưu trình bộ sậu cũng càng thêm bí ẩn nghĩ đến đây trương nguyên thanh âm thầm thao túng cảm xúc của diệu phong vận tăng lên sự tò mò tín nhiệm cùng gấp gáp của cô sau đó nói lý do cháu tạm thời không thể nói nhưng việc này cực kỳ quan trọng vì ở nơi này chờ một chút cháu ra ngoài một chuyến nói xong hắn rời khỏi tầng hầm ngầm ở trong phòng khách gặp được victoria mời đối phương bố trí nghi thức thi triển bí ẩn phù hộ cho mình đợi nghi thức hoàn thành trương nguyên thanh hóa thành ánh sao như mộng ảo rời khỏi biệt thự ngự không phi hành chạy tới chỗ ở của triệu trưởng lão cùng phong đập vào mặt nhà cao tầng đều ở dưới chân càng tới gần nội thành dòng xe cộ càng chen chúc kinh thành tuy lớn nhưng đối với chúa tể mà nói cho dù đi ngang qua toàn bộ thành thị cũng không cần bao lâu thời gian rất nhanh khu ngõ nhỏ xưa cũ kia đã xuất hiện ở trước mắt đột nhiên Trương Nguyên Thanh thấy khu ngõ nhỏ xưa cũ kia rút đi màu sắc, giống như một bức ảnh đen trắng, loại phai màu này nhanh chóng lan tràn, mang nhà cao tầng, xe, đường phố, vành đai xanh hóa toàn bộ bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, Trương Nguyên Thanh từ chỗ cao quan sát, toàn bộ thành thị đều biến thành một tấm ảnh đen trắng, bầu trời trong xanh cũng bịt kín một tầng màn che, chỉ có mặt trời cuộc cường tản mát ra ánh sáng mỏng manh. Trong lòng hắn trùng mình, rất nhanh ý thức được, không phải thành thị dưới chân xảy ra vấn đề mà là hắn đã xảy ra vấn đề. Hắn bị bí ẩn rồi, ngăn cách với thế giới hiện thực. Lúc này, hơi thở âm lãnh đập vào mặt, giống như mở ra cánh cổng cửu u địa phủ. Trong khu ngõ nhỏ cổ xưa kia bốc lên âm khí tận trời, luồng âm khí đó lên như diều gặp gió, ở trên bầu trời hóa thành một khuôn mặt che cả bầu trời. Khuôn mặt giống như khói đen kia hờ hững quan sát Trương Nguyên Thanh. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh cảm giác thái âm, tinh thần cùng thái dương ba luồn lực lượng trong cơ thể đồng thời ngưng kết mất đi sức sống tín hiệu nguy hiểm thông qua thần kinh truyền vào đầu óc adrenaline điên cùng tiết ra nhưng cơ bắp lại đang co rút vô luận đầu óc điều động thân thể như thế nào tứ chi đều cứng nách giống như người bại liệt linh linh thác trương nguyên thanh dùng khớp hàm rung lên đọc ra cái tên này nguyên thủy thiên tôn một tiếng cười khẽ quanh quẩn ở trong thiên địa người giống với ma quân Thật sự là thằng hề nhảy nhót. Trên không thành thị đen trắng, cả người Trương Nguyên Thanh cứng ngắc, cứng ngắc trên vật lý, trừ đầu óc còn có thể chuyển động, tứ chi căn bản không thể nhúc nhích. Quy áp của thượng vị giả giống như ngọn núi lớn đè ở hai vai, khiến cơ bắp của hắn co rút, mồ hôi lạnh tựa như xả lũ. Mình có bí ẩn phù hộ, linh thác làm sao khóa mục tiêu mình. Hắn là từ trong ngõ cũ đi ra, hắn đã biết sự tồn tại của hạt giống. Không có khả năng đại bộ phận hành động của mình đều tiến hành ở trong bí ẩn, hắn không có khả năng từ trong dòng sông vận mệnh quan trắc được. Trương Nguyên Thanh vừa kinh vừa giận, tuy rất không cam lòng, nhưng linh thác xuất hiện ở nơi này, lại định vị chuẩn xác hắn đang giả du, ý nghĩa mình mọi việc trong thời gian này làm công cho linh thác. Hắn chưa bao giờ khinh thường thái âm chi chủ, nhưng sự cường đại của vị bán thần này vượt qua hắn tưởng tượng. Vất vả bôn ba mấy ngày, giỏ trúc múc nước công giả tràng không nói, còn bị đối phương sỉ nhục như thế. Khuôn mặt che cả bầu trời kia chậm rãi mở miệng, bổn tọa vốn chưa từng để ngươi vào mắt, nhất là sau khi mang mảnh vỡ thái âm bổn nguyên từ trong thể nhân vật của ngươi bóc ra, ngươi đã mất đi giá trị. Nhưng ngươi cố tình nhảy lên nhảy xuống, năm lần bảy lượt tiến vào tầm nhìn của ta, bổn tọa đột nhiên phát hiện, trên thân ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, bí mật ở ngoài truyền nhân ma quân. Nghe được lời này, Trương Nguyên Thanh Sa ở Tùng Hải không chút nào do dự cầm lấy gương gia ta, triệt tiêu phân thân. Nhưng, khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời vẫn tồn tại, thế giới xám trắng vẫn như cũ tồn tại, triệt tiêu bại. Phân thân của hắn bị bí ẩn rồi, gương gia ta không thể triệt tiêu. Một cơn lạnh toát từ lòng bàn chân trương nguyên thanh dâng lên, thái âm lực như khói đen bò lên mắt cá chân, bò lên cẳng chân, bò lên phần eo, trương nguyên thanh không thể nhúc nhích con ngươi run rẩy dữ dội, lo âu trước nay chưa từng có. Hắn đã biết Linh Thác muốn làm gì rồi. Phệ Linh Ở dưới uy áp của bán thần, hắn cái gì cũng không làm được, bao gồm tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khói đen bao bọc. Đột nhiên, khói đen bao phủ toàn thân Trương Nguyên Thanh tản ra, trên không trung truyền đến linh thác khẽ ồ, khối phân thân này rõ ràng có linh hồn dao động, lại không cách nào cắn nuốt. Trương Nguyên Thanh cũng ngẩn ra, sau đó kinh hỉ, thân thể gương gia ta phục chế, linh hồn cũng không phải là chân thật, đã không là linh hồn chân thật, đương nhiên không thể cắn nuốt. Đúng, sáng tạo linh hồn là quyền lực của thái âm lĩnh vực, gương gia ta hiển nhiên không phải đạo cụ nghề nghiệp thần giả du. Năng lực phục chế linh hồn cùng nhục thân của nó, xác suất đại khái đến từ nghề nghiệp nhạc sĩ, bởi vì tài liệu rèn nó là từ phúc từ đáy đầm trường sinh bất lão ở Takamagahara tìm được. Nghề nghiệp nhạc sĩ à, linh thác rất nhanh phân biệt ra đặc tính của phân thân, trong khuôn mặt khói đen ngưng tụ bay ra một cái bàn xoay to bằng cái bàn tròn. Bàn xoay một nửa trắng, một nửa đỏ, nhìn không ra chất liệu nó xa xa nhắm vào trương nguyên thanh mặt bàn nhanh chóng xoay tròn trương nguyên thanh cảm giác thế giới xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn theo mặt bàn đầu óc cũng theo mặt bàn xoay tròn toàn bộ ý niệm tư duy đều bị ném ra khỏi đầu không ổn hắn muốn thôi miên mình ý thức trương nguyên thanh dần dần choáng váng nỗi tuyệt vọng trong lòng cuồn cuộn như thủy triều nếu như bị linh thác biết thân thế mình ông ngoại bà ngoại cũng phải gặp họa mặc dù có cậu che chở cả nhà cũng sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Mấu chốt nhất là, lấy năng lực bố cục của Thái âm chi chủ, một khi bí mật của mình bị đối phương biết, tương đương giao bài cho kẻ địch, sau này bất cứ hành động nào cũng sẽ ở trong dự liệu của linh thác. Khi mục tiêu, mưu tính, thủ đoạn của ngươi đều bị đào ra, như vậy, Thái âm chi chủ liền nhất định có thể mang tương lai của ngươi thôi diễn rõ ràng. Mình bị bí ẩn rồi, cậu không tìm thấy mình, đầu, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh ý niệm đức quảng, tâm ở trong vực sâu u ám càng lúng càng sâu. Đột nhiên, trong thế giới yên tĩnh bí ẩn truyền đến một tiếng nứt vang thanh thúy. Thân thể Trương Nguyên Thanh giống như gương vỡ, giăng kính vết trạng, một giây sau, thân thể hắn bỗng dưng biến mất ở trước mắt linh thác. Tùng Hải, nhà bà ngoại. Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên bàn như trút được gánh nặng, như hư thoát phun ra một hơi thở ngân nga kéo dài, sau đó, vẻ mặt đau thịt nhìn gương da ta bị chém thành hai nửa trong tay phân thân tuy bị bí ẩn nhưng duy trì phân thân tồn tại là gương gia ta mà không phải linh thác chỉ cần đạo cụ bị hủy phân thân tự nhiên sẽ tiêu tán chỉ là đáng tiếc một món đạo cụ phẩm chất chúa tể như vậy bây giờ không phải thời điểm tiếc nuối đạo cụ trương nguyên thanh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi điện cho triệu thành hoàng chung vang vài giây sau đó kết nối truyền đến tiếng của tiểu triệu có chuyện gì trước xem xem cụ của anh chết chưa Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Cái gì? Triệu Thành Hoàng sợ hãi biến sắc. Nếu chưa chết, bảo ông ấy đi tầng hầm ngầm một chuyến, nhìn xem đồ vật còn ở đó hay không. Trương Nguyên Thanh nói xong liền tắt máy, chờ đợi trả lời. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Triệu Thành Hoàng gọi lại, truyền đến là thanh âm trong ngưng trọng lộ ra cấp bách của Triệu trưởng lão, hạt giống không thấy nữa, đã xảy ra cái gì? Hạt giống quả nhiên không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh đã có đoán trước, trong lòng vẫn dâng lên lửa giận cùng cảm giác thất bại mãnh liệt là linh thác. Vì thế, hắn mang cố gắng của mình mấy ngày gần đây, cùng với cảnh ngộ hôm nay, từ đầu tới cuối nói cho triệu trưởng lão. Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặt lâu dài, qua một hồi lâu, triệu trưởng lão thở dài nói, số mệnh rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Thác tuy không phải tinh thần chi chủ, nhưng Thái Âm cùng tinh thần là có thể song tu, nếu lại có thần khí công năng quan tinh bên người, quan tinh thuật của hắn, có lẽ là người số một dưới tinh thần. Trương Nguyên Thanh nhất thời nghĩ đến Đại La Tinh Bàn, tinh thần cùng thái âm quả thật có thể song tu, hai bên không xung đột. Chỉ là tồn tại đỉnh phong chỉ có một vị mà thôi. Lấy cấp bậc của Linh Thác, hướng xuống phía dưới Kim Dung, tu hành tinh thần, lại kèm theo một món đạo cụ loại quy tắc, hoặc đạo cụ chúa tể phẩm cấp cao lĩnh vực tinh thần, như vậy, thái âm phù hộ bình thường chưa chắc có thể giấu được hắn. Nhưng, nếu hắn có thể tính được bố cục của mình, di chuyển trước, ngày đó lúc săn giết trưởng lão nam phái, đã có thể cường thế ra tay, mai tán chúa tể của người chết trở về. Cần gì làm điều thừa. Từng, nếu không có Thuần Dương trưởng giáo hù dọa, mình sau khi hỏi thăm xong tình báo hội đồng chu, xác suất đại khái liền rời khỏi, sẽ không cân nhắc tình báo giá trị không lớn, linh thác không cần thiết dọa mình, do đó tìm tòi đến cùng tìm hiểu ra di vật của Diệu Phong Linh. Cho nên Linh Thác chưa ở trong quá trình săn giết trưởng lão nam phái diệt người chết trở về, là muốn mượn tay của mình, đào ra hạt giống của Diệu Phong Linh. Cấp bậc ưu tiên của hạt giống, thế mà cao hơn diệt các chúa tể của người chết trở về. Không nên nha, lúc trước ở New York, ở trên tụ hội của Minh Ước Tự Do, Linh Thác không tiếc bại lộ Dona con bài chưa lật này, cũng muốn giết mình, Phó Thanh Dương, Ma Nhãn cùng cung chủ. Nói rõ chúng ta cấp bậc ưu tiên rất cao, cực kỳ cao vậy hạt giống kia diệu phong linh lưu lại con mẹ nó phải quý trọng bao nhiêu nghĩ đến đây trương nguyên thanh lại bắt đầu ảo não hắn có thể đã bỏ lỡ một vật phẩm cực kỳ quan trọng không không phải bỏ lỡ mình đã cố gắng lớn nhất đi làm thất bại không phải lỗi của mình là kẻ địch quá cường đại ai cấp bậc chênh lệch quá lớn muốn chơi bố cục đùa giỡn âm mưu với linh thác quả thật là mình quá trẻ tuổi chấp niệm ma quân nói rất đúng mình không nên đánh dấu bản thân thành tiêu điểm, nên hạ thấp thu mình phát triển." Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên chà chà mặt, cười khổ nói, "Thiếu chút nữa bị linh thác dọa, cái gì gọi là hạ thấp, chỉ cần mình còn đang làm việc, chỉ cần hành động của mình có tổn hại trận doanh tà ác, mình tự nhiên mà vậy đã thành tiêu điểm, trừ phi cái gì cũng không làm, nhưng thủ tự cùng tà ác quyết chiến không xa, cái gì cũng không làm." Tương đương tự mình trục xuất, còn cạnh tranh vị trí thái dương chi chủ như thế nào? linh thác cười nhạo mình là thằng hề nhảy nhót là muốn đã kích đạo tâm của mình hắn đối với mình là có tâm lý kiên kỵ sợ mình phục chế con đường của nguyên soái ma quân ở trong ngắn hạn trở thành chúa tể đỉnh phong ngày mai liền vào phó bản con mẹ nó trương nguyên thanh hít sâu một hơi kiềm chế suy nghĩ lan tràn đo lấy ra điện thoại di động gọi vào số linh quân bảo gì trẻ của anh trở về đi chuyện này không xử lý được nữa linh quân ngẩn ra bức thiết truy hỏi sao lại không làm được, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh thở dài nói, bị Linh Thác chơi một vố, món di vật kia của mẹ anh không còn nữa. Trong điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng của Linh Quân. Trương Nguyên Thanh an ủi vài câu, tắt máy, đưa gương gia ta bị chém thành hai nửa vào kho hàng ban phái, tiếp theo gọi điện thoại cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhân vật chính, kính nhờ anh một sự kiện. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cần anh hỗ trợ tu bổ một món đạo cụ, nó ngay trong kho hàng ban phái Anh xin sử dụng Vấn đề nhỏ Hạ hầu ngạo thiên lập tức đáp ứng Vài giây sau Trương Nguyên Thanh thu được đơn xin hạ hầu ngạo thiên gửi đến Lập tức lựa chọn đồng ý Cái đệt Cậu đây là đạo cụ chúa tể phẩm chất trung cao Hơn nữa tài liệu rất hiếm thấy Tôi không sửa được Hạ hầu ngạo thiên kiểm tra xong tài liệu Hùng hổ nói Cái này chỉ có thể tìm gia chủ để sửa vậy thì tìm hạ hầu gia chủ hỗ trợ, giá cả dễ nói chuyện. Trương Nguyên Thanh lựa chọn hướng hạ hầu ngạo thiên sinh giúp đỡ, mà không phải liên tam nguyệt, chính là nhìn trúng hạ hầu gia nhân tài đông đúc. Liên tam nguyệt cũng là luyện khí sư cấp 7, chưa chắc có thể sửa gương gia ta, hơn nữa quan hệ ác liệt với triệu gia mình xuất thân, cơ bản không trông cậy vào được. Hạ hầu ngạo thiên khác, nhân vật chính là tồn tại mà hạ hầu bán thần cũng không thể làm gì được, ngôi sao sáng nhất của hạ hầu gia hạ hầu ngạo thiên thử nói có phí trung gian hay không phí trung gian chính là đối với chuyện anh một mình tham ô tài sản công khoản của công ty không truy xét trương nguyên thanh nói trương nguyên thanh đổi giọng anh có thể hướng hạ hầu gia chủ mặt cả mặc cả được bao nhiêu thuộc về anh hết hạ hầu ngạo thiên lúc này mới hài lòng tắt máy giang nam bị cách thành hạ hầu ngạo thiên chạy ra khỏi cửa nhà cưỡi mô tô bay tự chế ở trong tiếng động cơ rít gào Cực kỳ phô trương lướt qua trên không hạ hầu gia tộc, đáp ở đình viện Hạ hầu gia chủ. Cháu nội của Hạ hầu gia chủ theo tiếng mà đến, vừa thấy là Hạ hầu Ngạo Thiên, vội vàng nở nụ cười đầy mặt chào đón, "Ngạo Thiên ca, ngài có gì phân phó?" Cháu nội gia chủ lúc trước hướng nhân viên bảo an hạ lệnh, Ngạo Thiên cùng chó không thể vào cửa, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu nội. "Tôi tìm thúc công." Hạ hầu Ngạo Thiên đi thẳng vào trong. Ông nội ở phòng luyện khí tôi đưa ngài qua đó cháu nội gia chủ ân cần nói hạ hầu ngạo thiên gật gật đầu sải bước tiến lên đi một lát bỗng nhiên nhảy lên đá một cước đạp bay cháu nội gia chủ cháu nội gia chủ không phục trước kia anh đạp tôi thì thôi vì sao bây giờ còn đạp tôi hạ hậu ngạo thiên liếc hắn một cái nhớ lại thanh xuân đã mất hạ hậu ngạo thiên ngựa quen đường cũ tới phòng luyện khí hạ hậu gia chủ nhìn ông lão tóc hoa râm đứng khoanh tay ở trước lò lửa đi thẳng vào vấn đề nói, ông già, giúp cháu sửa một món đạo cụ. Hạ hầu gia chủ quay đầu, rất có hứng thú hỏi, lấy ra xem. Hạ hầu ngạo thiên lấy ra mảnh vỡ gương gia ta đưa lên. Hạ hầu gia chủ tiếp nhận hai mảnh gương gia ta, đeo một cái mắt kính đơn, khi thì dơ lên chăm chú nhìn, khi thì cúi đầu quan sát, trầm giọng nói, tài liệu của đạo cụ này cực kỳ hiếm thấy, bắt nguồn từ nghề nghiệp nhạc sĩ. Căn cứ mắt kính phân tích tài liệu, nó là ở trong hoàn cảnh hiếm thấy nào đó lắng động lại năm tháng dài lâu hình thành đây là chỗ quý giá nhất của nó hạ hầu ngạo thiên không kiên nhẫn ngắt lời ngài cứ nói có thể sửa hay không hạ hầu gia chủ khẽ gật đầu mảnh vỡ đầy đủ nếu chỉ là chữa trị trái lại cũng không khó chẳng qua tiền công hạ hầu ngạo thiên vội nói thúc công đạo cụ là của nguyên thủy thiên tôn ông càng rẻ cháu kiếm phí trung gian càng nhiều cháu tấn thăng chúa tể tiêu hao hết của cải rồi ông cho cháu cơ hội kiếm tiền. Hạ hầu gia chủ từng một tiếng, hỏi ngược lại, vậy cháu cảm thấy lão phu thu bao nhiêu thích hợp? Hạ hầu ngạo thiên nghĩ một chút, thử nói, miễn phí. Hạ hầu gia chủ ném gương gia ta ra cửa, cút ra ngoài. 11 giờ trưa. Trước bữa ăn, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại hướng Phó Thanh Dương báo cáo từ đầu đến cuối sự kiện, hạt giống, tâm tình hai người nặng nề thảo luận hồi lâu. Trương Nguyên Thanh vốn định nói cho cậu trước, nhưng đi nhà cách vách gõ cửa mợ nói bại hoại gia tộc sáng sớm đã ra ngoài lêu lỏng điện thoại cũng không có ai bắt máy trương nguyên thanh liền biết bại hoại gia tộc đi ngao du linh cảnh rồi hắn vừa kết thúc trò chuyện tay nắm cửa phòng ngủ vặn mở ra cậu mặc quần màu đỏ bó sát người áo vét màu tím tư thế rất đĩ dựa vào cửa cười nói ngạc nhiên chưa trương nguyên thanh vui vẻ nói cậu cậu rốt cuộc trở lại rồi cháu có lời muốn nói với cậu từng kinh hỉ hắn chợt phản ứng lại, ngài tìm được bộ trang bị lôi thần. Hay là cứu ra kỵ sĩ đơn truyền. Trương Nguyên Thanh nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bộ trang bị lôi thần cấp bậc cực cao, xác suất đại khái có thể sử dụng đến cấp 8 thậm chí cấp 9. Hắn trở thành linh cảnh hành giả thời gian quá ngắn, không thể giống chúa tể có thâm niên thông qua tu hành để tăng cường nội tình như vậy, tư cách và sự từng trải nông cạn là sở đoạn lớn nhất. Cho nên, có thể vơ vét đạo của cực phẩm là phương thức tốt nhất bù lại cho sở đoạn. Chờ về sau phẩm chất, số lượng âm thi tăng lên, bộ trang bị tử kim, bộ trang bị tế trời của hắn có thể cho âm thi sử dụng, mình sử dụng bộ trang bị lôi thần. Một người ba chúa tể, nếu lại thêm phân thân, trừ hô lên ta muốn đánh 10 người, Trương Nguyên Thanh thật sự nghĩ không ra lời thoại nào. Chuyện bộ trang bị không vội nói, cậu, cháu gặp chuyện. Trương Nguyên Thanh áp chế nỗi vui sướng trong lòng, mang tình huống chuyện hạt giống báo chi tiết cho cậu biết cậu đỏng dáng lén lút nhìn phòng khách một lần yên lặng đóng cửa lại than thở chơi cờ là phải xem thiên phú cùng kinh nghiệm năng lực phá cục của cháu rất mạnh năng lực bố cục hơn kém một chút nhưng bảo cháu đánh cờ với linh thác quả thật quá mức làm khó dễ cháu rồi chẳng qua sở trường phá cục lại không sở trường bố cục đối với cháu mà nói là chuyện tốt bởi vì như vậy càng thêm phù hợp thái dương chi chủ thái dương chi chủ chính là không não mà làm giống với hỏa sư giống hỏa sư mình đến cuối cùng sống thành bộ dáng mình kinh bỉ nhất trương nguyên thanh nghe mà trong bụng tràn đầy lời lẩm bẩm cậu đi đến trước mặt cháu trai ra sức vỗ vai ô ô không cần sợ nguyên tử vô dụng không cần sợ cậu là bộ não bên ngoài của cháu chỉ số thông minh không đủ cậu đến góp vô cậu cậu bây giờ ngay cả vần đơn cũng đi không đúng không cần để ý những chi tiết này ráp là một loại tâm tính cùng tinh thần mà không phải vần đơn vần đôi những thứ nổi lên ở mặt ngoài này, ô ô. Cho cháu xem bộ trang bị lôi thần chút. Trương Nguyên Thanh lười nói lời thừa với hắn, sốt ruột không chờ được muốn xem trang bị mới. Có chút phỏng tay, nhận lấy. Tay phải của cậu từ trong hư không rút ra một cây mâu xét chói mắt. Cây mâu xét này do lôi điện ngưng tụ thành, quanh thân nhảy lên hồ quan tí tách, cho dù không phải lôi pháp sư, Trương Nguyên Thanh cũng cảm giác được rõ ràng linh lực lôi thuộc tính trong phòng tăng vọt. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận mô xét, tóc nháy mắt dựng thẳng từng sợi, đồng thời cảm giác được lòng bàn tay đau đớn vô cùng, máu thịt nhanh chóng đỏ lên, da tróc thịt bong, cùng từng chút một chân khô. Năng lực khôi phục cường đại của thần dạ du gặp kích thích liền khởi động, tế bào tái sinh, chữa trị vết thương, da thịt chết đi chân khô, hóa thành một tầng tro than dính ở lòng bàn tay. Trương Nguyên Thanh á một tiếng. So sánh với lôi chi giáp y cùng lôi chi hộ tí, Cây mâu xét này thiêu đốt càng thêm bá đạo, cho dù có sức khôi phục của thần giả du, cầm mâu vượt qua một phút đồng hồ, hai cánh tay hắn nhắm chừng sẽ chưng khô. Vài giây sau, thuộc tính vật phẩm hiện lên. Tên, lôi mâu. Công năng, xuyên thủng. Giới thiệu, nó là đạo cụ vị tồn tại không thể miêu tả nào đó thu thập trung tâm lôi điện rèn ra, có sức công kích mạnh mẽ. Xuyên thủng, ném nó về phía kẻ địch, có 50% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự vật lý, kẻ địch bị nó xuyên thủng sẽ bị lôi điện thiêu đốt. Ghi chú 1, nó là một trong những bộ kiện của lôi thần chiến giáp, bốn món còn lại là bảo vệ tay, giày, mũ, áo, tập hợp đủ bộ trang bị năm món, có thể đạt được lực lượng lôi thần. Ghi chú 2, nó rất phỏng tay. Ghi chú 3, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không nó sẽ không bị kẻ địch nhặt. Không ngoài dự liệu, đây là một món đạo cụ cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh thu lôi mâu vào hòm đồ, lại lấy ra, nhất thời đã biết trả giá của nó. Đạo cụ này chính là dùng để ném, mỗi lần ném đều sẽ than hóa một cánh tay. Bình thường mà nói, lấy hai cánh tay làm trả giá, có thể 100% xuyên thủng kẻ địch, tạo thành hiệu quả đánh giết. Rất thích hợp thần dạ du, mình có thể dùng âm thi để ném, dù sao kẻ địch không thể nhặt, tùy tiện ném. Trương Nguyên Thanh rất hài lòng sức sát thương của lôi mâu, tiếp theo hắn lấy ra lôi chi giáp y cùng lôi chi hộ tí kích hoạt hiệu quả bộ trang bị nháy mắt toàn thân hắn tản mát ra hào quang màu lam sáng lóa đôi mắt ẩn chứa sấm sét sợi tóc quấn quanh điện quang giống như lôi thần cầm trường mâu kỹ năng bộ ba món thăng cấp thành bão sấm sét triệu hồi ra lôi điện bao trùm một khu vực tiến hành công kích kiểu bao trùm không phân biệt mục tiêu cường độ chưa biết dù sao còn chưa kiểm tra lúc này Trương Nguyên Thanh cảm giác tế bào trong cơ thể nhanh chóng chết đi, nội tạng bày ra dấu hiệu suy kiệt, lập tức thu hồi bộ trang bị lôi thần. Đạo cụ tốt là tốt, chỉ là có chút bỏng tay, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu, nói, cháu buổi tối sẽ vào phó bản ban phái, bây giờ chỉ chờ tài liệu của nương nương nữa. Sau khi săn giết nam phái thất trưởng lão, hắn liền thông qua phó Thanh Dương, từ trong kho hàng ngũ hành minh đổi tài liệu trung tâm luyện chế linh phó nhưng còn thiếu một món tài liệu chính cùng ba món tài liệu phụ trợ hắn không có giao tình với thái nhất môn liền vào phó bản ban phái triệu hồi nương nương hy vọng cô có thể ở lúc sưu tập tài liệu tấn thăng ngân giao cũng giúp đồ đệ nhỏ một chút việc tam đạo sơn nương nương ban đầu không đồng ý cảm thấy mình không nên can thiệp quá nhiều đệ tử trưởng thành cô trước giờ đều không phải loại hình sư tôn ân cần chiếu cố kia nhưng trương nguyên thanh nạp đầu liền bái than thở khóc lóc hô to ma đạo ngông cuồng chính đạo yếu thế sư tôn bị vây khốn ở linh cảnh đệ tử muốn lấy danh nghĩa sư tôn giúp đỡ chính nghĩa bất đắc dĩ người nhỏ sức yếu sư tôn ngài giúp con một phen đó là góp sức cho thiên hạ chính đạo công đức vô lượng lại nói con chính là đứa nhỏ ngài cao tuổi mới có mà tu hành còn thấp ngài không giúp con con đấu với cao thủ ma đạo như thế nào đây là kỹ thuật ngân giao không có tam đạo sơn nương nương cảm thấy đứa đệ tử thu lúc tuổi già này nói có lý liền đáp ứng. Cậu rừng một tiếng, sau khi vào phó bản, tốt nhất là nhân lúc tinh thần đang cao làm đến cùng, một khi rời khỏi phó bản, khí thế đó liền đứt mất. Cháu xem phó thanh dương, nếu không phải cháu, hắn nhắm chừng sẽ không vào phó bản ban phái nữa. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, có lần đã kích này, hắn bức thiết muốn nâng cao bản thân, không muốn bị linh thác đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa. 9 giờ tối Trương Nguyên Thanh đúng giờ tiến vào phó bản tòa thành cơ quan mặt tông, ngồi khoanh chân ở trên tảng đá lớn chân núi, lấy ra mũ đỏ nhỏ, triệu hồi ra ngân giao quận chúa, sau đó bắt đầu tu hành thuần dương tẩy thân lục. Mãi cho đến 11 giờ đêm, bầu trời đêm tòa thành cơ quan mặt tông nhuộm lên màu vàng rực, như gợn sóng nhộn nhạo từng vòng, ngay sau đó, một dải cầu vòng vàng ống phá vỡ vách ngăn, như sao băng buông xuống. Cầu vòng vàng ống đáp ở phụ cận hai người, hóa thành một vị thần nữ mặc đạo bào, lạnh nhạt xuất trần, phong tư trác tuyệt, môi đỏ tươi gợi cảm. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, ra mắt sư tôn. Ngân giao quận chúa chậm một nhịp, học theo, ra mắt sư tôn. Tam đạo sơn nương nương gật đầu, tài liệu ngân giao tấn thăng, cùng với tài liệu luyện chế linh phó của ngươi, bổn tọa đều đã thu thập xong. Nguyên Thủy, ngươi là tính đêm nay luyện chế, hay là qua đoạn thời gian nữa? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, cao giọng nói, Đệ tử muốn ở dưới sư tôn nhìn chăm chú cùng dạy bảo luyện chế linh phó, bởi vì không có sư tôn nhìn, bản thân không đủ tự tin, sư tôn chỉ điểm cực kỳ quan trọng. Thực liếm nha, ngân giao quận chú phụ họa nói, chỉ có sư tôn theo dõi, trong lòng đệ tử mới có cảm giác an toàn, không có sư tôn, đệ tử tuyệt không thăng cấp. Ngân giao nghiệt đồ này, bắt đầu tranh việc làm ăn với mình rồi. Trương Nguyên Thanh thầm mắng con gái lão chu gia vô sĩ. Giải thích, Ngân Giao là công chúa Triều Minh. Hết giải thích. Tam Đạo Sơn Nương Nương vui mừng nhìn nghiệt đồ, người theo nguyên thủy thiên tôn tu hành, vẫn là có sự tiến bộ. Dứt lời, ống tay áo rộng thùng thình chợt phồng lên, phun ra từng món tài liệu hoặc âm khí lượng lờ, hoặc ánh sao lấp lánh, ước chừng hơn 40 món. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa ánh mắt đăm đăm nhìn những tài liệu này, nuốt nước bọt. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, Ngân Giao, vì sư hy vọng ngươi lấy thái âm làm căn cơ, kim tu tinh thần, như vậy, trừ sẽ bị thần nhật du khắc chế, ngươi tương đương với một vị chúa tể hàng thật giá thật. Ngân giao quận chúa, vân vân. Đây là nguyên nhân cô không muốn sống lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng lén hỏi cô, có muốn rút đi âm thi, khôi phục cơ thể sống hay không, nhưng cô từ chối. Trước kia có lẽ muốn, nhưng bây giờ không muốn nữa. Khôi phục thân thể người sống, cô còn phải tốn vài năm, mười mấy năm thời gian mới có thể tu hành đến giai đoạn chúa tể dù sao cô không phải linh cảnh hành giả muốn tiếp tục tấn thăng nhất định phải trở lại linh cảnh sau đó dùng công pháp tu hành thông thả của cổ đại tích lũy tu vi nhưng bảo trì thân thể âm thi cô chỉ cần nằm thẳng tam đạo sơn nương nương lại nhìn về phía trương nguyên thanh những tài liệu này cực kỳ hiếm thấy trong thời gian ngắn vi sư không có khả năng thu thập được phần thứ hai nữa cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội luyện chế âm thi cấp chúa tể độ khó rất lớn, bộ sậu rừng ra, nếu không ngoài dự liệu. Thần Nhật Du hiện thế đều là trong từng lần thất bại mò mẫm ra phương pháp luyện chế chính xác. Ta không biết phương pháp của bọn họ, nhưng ta sẽ truyền thụ ngươi trận đồ luyện chế của thuần dương giáo, ngươi nghe cẩn thận. Kế tiếp, Tam Đạo Sơn nương nương giảng giải chi tiết lưu trình luyện chế ngân giao, đầu tiên cần cởi sạch quần áo của nghiệp đồ sư tỷ ở trên người cô vẽ ra tụ âm trận cùng tinh thần trận, giúp cô hấp thu chính món tài liệu phụ trợ thái âm cùng tinh thần. Một bộ sậu này, khó nhất là tinh thần trận cùng thái âm trận phải kết hợp hoàn mỹ, hai trận kết hợp một trận. Nếu là trong quá trình hấp thu, thái âm và tinh thần hai luồng lực lượng không đủ hài hòa, sẽ xảy ra chập mạch điện, sắp thành lại bại. Mà một bước này gọi là kháng cơ. Sau khi đầm tốt nền móng, chính là tạo thái âm chi thể cho ngân giao, tài liệu chính là một viên ngọc thạch bộ dạng trong mắt, một lọ chất lỏng màu đen, tên của hai tài liệu phân biệt là câu Hồn ngọc cùng hoàng tuyền. Câu Hồn ngọc uống vào là tài liệu chính, hoàng tuyền là tài liệu phụ trợ, hòa thành mực, khắc linh truyện trận pháp ở trên người ngân giao, giúp nàng tiêu hóa câu Hồn ngọc. Cuối cùng lại khắc linh truyện đại trận, mang tài liệu thái âm, tinh thần còn lại luyện vào trong cơ thể ngân giao. Hiểu biết xong bộ sậu, trương nguyên thanh tràng đầy tự tin, sư tôn, ngài có thể cấp bản vẽ rồi trong tay áo bào tam đạo sơn nương nương vung ra ba quyển trục trương nguyên thanh mở ra nhìn nhất thời đầu ván mắt hoa không phải đầu ván mắt hoa trên vật lý mà là tinh thần hắn có loại cảm giác người học dốt đang xem bản vẽ máy bay chiến đấu ngân giao quận chúa ghé lên nhìn liên tục lui về phía sau nạp đầu liền bái xin sư tôn bày trận cho con con không tin được nguyên thủy thiên tôn cô con mẹ nó cởi quần áo cho tôi đi trương nguyên thanh trừng mắt Tam Đạo Sơn Nương Nương nói: Ta sẽ dạy ngươi khắc trận như thế nào, trước khi có nắm chắc, có thể dùng tài liệu cấp thấp luyện tập trước. Trương Nguyên Thanh đang nghe chuyện trên TV audio CV lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ba giờ sau, ở dưới sư tôn dạy bảo, Trương Nguyên Thanh rất nhanh nắm giữ ba phần trận đồ. Hắn bắt đầu giả vỡ tài liệu, điều phối mực nước, ngân giao quận chúa cởi quần bò, áo dệt kim màu trắng, đồ lót ren, trần chuồng nằm ở trên mặt đất thân thể yêu kiều trắng như tuyết đặt ở nơi hoang dã hình thành trùng kích thị giác mãnh liệt nhưng ở trong mắt trương nguyên thanh cô chính là một món tài liệu ánh mắt hắn nghiêm túc trầm tĩnh lộ ra sự chuyên chú của danh thủ quốc gia khi đánh cờ lấy ngón tay thay bút chấm mực bắt đầu khắc hai trận tụ âm cùng tinh thần một bước này điểm khó nhất ở chỗ hai trận pháp là dung hòa không phải trước vẽ xong tụ âm trận lại vẽ tinh thần trận mà là cần liền mạch lưu loát cũng liền ý nghĩa Trương Nguyên Thanh ở lúc thắt linh truyện trận pháp, cần không ngừng chuyển đổi thái âm cùng tinh thần, một khi hành khí không thông, toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ. Trận đồ quá nữa, Trương Nguyên Thanh đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán, gò má chảy xuống, chờ có kinh hãi nhưng không nguy hiểm vẽ xong trận đồ, hắn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, kịch liệt thở dốc, cảm giác lực lượng thái âm cùng tinh thần trong cơ thể đã tiêu hao quá nữa. Tam đạo sơn nương nương hài lòng gật đầu, không tệ, một canh giờ liền có thể dung hội quán thông người quả thật là thần dạ du trời sinh linh cảnh phát thể nhân vật là dựa theo thiên phú mà quyết định phần năng lực chọn người này làm người ta hâm mộ môn phái niên đại đó của cô muốn tìm một đệ tử thiên tư trác tuyệt cực kỳ khó khăn giống nguyên thủy thiên tôn thiên tài như vậy có lẽ cả đời cũng không có cơ duyên tiếp xúc đến môn phái tu hành nghỉ ngơi một lát trương nguyên thanh bắt đầu khâu thứ hai một giờ sau chân núi tòa thành cơ quan mặt tông một luồng âm khí mênh mông sông lên trời, kéo dài mấy chục dặm, biến thế giới này thành âm địa. Cỏ cây trong núi, hoặc điêu tàn, hoặc biến dị, người sống ở thôn trang dưới núi ùng ùng hóa thành âm thi ác quỷ. Ngân giao quận chúa trần trùng lơ lửng trên không trung, đôi mắt phun ra nuốt vào hào quang màu đỏ, mái tóc không gió tự động, linh triện ngoài thân lóe ra ánh sao cùng hào quang màu đen, khiến cô thoạt nhìn tựa như thần ma buông xuống. Chốc lát sau, ngân giao quận chúa chậm rãi hạ xuống đất, vui sướng phát ra âm thanh, sư tôn, con có thể nói chuyện rồi. Khi sinh mệnh tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới, cô thoát khỏi bộ phận xiềng xích của âm thi, có thể mở miệng nói chuyện như người sống, đây là tượng trưng âm vật đẳng cấp cao. Tam đạo sơn nương nương vui mừng nói, khổ tẩn cam lai. Ngân giao, ngươi theo bên người nguyên thủy, phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình, thay vi sư giúp đỡ chính nghĩa, chèn ép ma đạo. Ngân giao dập đầu xuống đất, cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Trương Nguyên Thanh Nhân cơ hội nói, Sư Tôn, con đoạn thời gian trước gặp Thuần Dương trưởng giáo, hắn nói có một sát chiêu tích tụ ngàn năm. Mang việc mấy ngày trước tường tận báo cáo cho Sư Tôn. Không cần quản hắn. Tam Đạo Sơn nương nương khẽ lắc đầu, có nhân tiên che chở, muốn giết hắn khó như lên trời, nhưng tên giặc này sẽ không ẩn nhẫn mãi, sẽ có một ngày triển lộ răng nanh, đến lúc đó, lại giết không muộn. Chật, lão mỏ thực sự tự tin, Tu vi của cô đã đạt tới tầng cấp chúa tể đỉnh phong, dưới nhân tiên hiếm có địch thủ, cho nên mới tự tin như thế. Trương Nguyên Thanh nói, rõ. Tiễn bước triệu ấu khanh, hắn bắt đầu lực luyện chế thứ hai, lấy ra tài liệu chuẩn bị sẵn, lấy ngón tay thay bút, ở trên mặt đất khắc linh truyện trận pháp. Nửa giờ sau, trận pháp hoàn thành, hắn phun ra một nguồn lực lượng thái âm, hóa thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần dạng sương khói, vẻ mặt căm hận, ánh mắt quán độc cửu trưởng lão lại thấy ánh mặt trời quán khí tăng vọt linh triện trận pháp bộc phát ra âm khí nồng đậm trói buộc cô ở trong trận cửu trưởng lão mang đạo cụ cùng tài liệu trong hòm đồ của ngươi đều giao ra đi trương nguyên thanh nói cô ta bây giờ còn có thể nhân vật nhưng một khi luyện thành linh phó linh cảnh liền ngầm thừa nhận cô ta đã chết thẻ nhân vật sẽ bị thu hồi bảo bối trong hòm đồ tự nhiên trở về linh cảnh cửu trưởng lão giải dụa thân thể sau khi phát hiện mình không thể tự bạo không thể thoát vây liền an tỉnh lại cười lạnh nói ta cho dù không giao ngươi có thể làm gì ta có bản lãnh giết ta ngươi nở sao trương nguyên thanh vẻ mặt bình tĩnh giọng điệu nhàn nhạt ngươi muốn ở sau khi trở thành linh phó mỗi ngày chịu ta ngược đãi tra tấn ngươi liền tiếp tục bướng ta không sao cả dù sao hai món đạo cụ chúa tể của ngươi đã bị ta đạt được đạo cụ cùng tài liệu siêu phàm thánh giả chỉ là thêm vào cửu trưởng lão khẽ biến sắc sau khi sắc mặt biến ảo một phen, cô không cam lòng mở ra hòm đồ, mang đạo cụ, tài liệu, toàn bộ rút ra. Trương Nguyên Thanh không nhìn nhiều, trực tiếp thu vào kho hàng ban phái, bắt đầu luyện chế linh phó. Nửa giờ sau, cửu trưởng lão thay da đổi thịt, thoát ly trận pháp, quyển chuyển quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Ta cũng là chủ nhân, ta cũng là chủ nhân, ngân giao quận chúa chen vào. Cửu trưởng lão thay đổi phương hướng, cúi đầu, bái kiến chủ nhân thực nghe lời. Ngân giao quận chúa hài lòng nói, tôi cũng muốn luyện chế âm thi cùng linh phó. Đúng đúng, cô là âm thi thành thục, phải học được tự mình luyện chế linh phó, âm thi, tự mình đi chiến đấu. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn có ý tưởng tương tự, ngân giao quận chúa khác với âm thi bình thường, cô có thể độc lập luyện chế âm thi linh phó. Trước kia tài liệu có hạn, người nghèo thì chí ngắn, cộng thêm ngân giao quận chúa bất cần đời, liền kéo dài mãi. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra ý tưởng chân thật của mình, lời lẽ thấm thí nói, tốt lắm, xem ra cô ghi nhớ sư tôn dạy bảo, cô cũng có ý chí chiến đấu như vậy, tôi cũng không thể keo kiệt, về sau tài liệu cô luyện chế âm thi cùng linh phó, có thể vay tôi. Ngân giao quận chúa liếc hắn một cái, cậu và chó có gì khác nhau? 9 giờ 30 phút sáng. Trương Nguyên Thanh ở trong phó bản ngủ để dứt trở về hiện thực, lấy ra điện thoại di động, ở trong nhóm bang phái, người chết trở về, gửi tin nhắn, nửa giờ sau vào phó bản. Tiếp theo nhắn riêng phó Thanh Dương, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó, hắn cắm sạc, buông điện thoại di động xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ rất nhanh trôi qua, bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tiên Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, linh cảnh ngài lần này tiến vào là vua mất nước, đánh số 36. Cấp bậc độ khó, A. Loại hình, nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ nhân vật. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 36, Nam Bắc hai triều đối lập trăm năm, Nam triều giang thần hoành hành, cai trị hữu bại, quốc lực từ từ xuống dốc, Bắc triều tích tụ lực lượng 30 năm, ở sau thu hoạch vụ thu, tập kết binh lực cả nước Nam Hạ, một đường công thành bạc trại, đưa quân tới quốc đô Nam Triều. Phó Thanh Dương chợt mở mắt ra, thấy xà nhà cùng mái ngói vẫy cá văng khắp nơi, lật người ngồi dậy, nhìn quanh, hắn đang ở một doanh trại cổ đại. Trên tường treo mấy cây cung cứng, trên bàn dài đặt ba thanh kiếm, trên giá vũ khí cắm thương, kích, sóc, mâu. Mà hắn thân trên trần trụi, ngực phải quấn băng vải thật dày, mơ hồ có vết máu lộ ra, đầu ngón tay sau khi nhẹ nhàng ấn, truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Thân thể này bị thương rất nghiêm trọng, thương tổn tới tim phổi. Lúc này, dấu ấn tiễn sư trên trán hơi nóng lên truyền đến một đoạn ký ức vỡ nát ngắn gọn thân phận bây giờ của phó thanh dương là phiêu kỵ tướng quân trẻ tuổi nhất nam triều quan to tòng nhất phẩm tên dương sách một tháng trước bắc triều tập kết 40 vạn binh lực nam chinh một đường công thành bạc trại quân đội nam triều chiến lực yếu ớt không phải vứt thành bỏ chạy là đầu hàng phản quốc phiêu kỵ tướng quân dương sách nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phong đại nguyên soái dẫn năm vạn bộ đội tinh nhuệ cuối cùng của nam triều trấn thủ lâm hạ thành thề phải ngăn chặn bước chân nam hạ của bắc triều ngăn địch ở ngoài kinh sư tin tức chỉ có từng đó thì ra là phó bản sắm vai nhân vật khó trách nhiệm vụ chủ tuyến là nhiệm vụ nhân vật làm linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú phó thanh dương không phải lần đầu tiên gặp loại phó bản này phó bản sắm vai nhân vật bình thường đều là phó bản yêu cầu cao độ mặt khác phó bản này còn có một đặc điểm đó chính là không biết đồng đội là nhân vật nào tiên nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt đánh lui quân đội bắc triều hoặc bảo vệ được quốc đô nam triều linh cảnh chưa làm ra hạn chế ý nghĩa thân phận này của mình không cần giữ bí mật có thể hướng đồng đội công bố bởi vì là thống soái ba quân phó thanh dương cảm ứng thân thể một phen kỹ năng làm yển sư đều còn hòm đồ cũng có thể mở ra kỹ năng cùng đạo cụ làm linh cảnh hành giả đều chưa lọt vào hạn chế nhưng thương thế thân thể chân thật tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiến lực hắn đi đến trước cương đồng dựng ở trên bàn thấy một khuôn mặt tái nhợt anh tuấn bề ngoài cũng là phó thanh dương chưa có biến hóa hắn nhanh chóng làm ra phán đoán nhiệm vụ linh cảnh của mình không cần tiết lộ không cần che giấu không cần đấu đá nội bộ cần là chiến tranh chiến tranh cùng chiến tranh nhiệm vụ chủ tuyến ngắn gọn rõ ràng thường thường ý nghĩa thực lực của kẻ địch mạnh đến đáng sợ thăm dò rõ hiện trạng trước rồi nói tiếp. Phó Thanh Dương thuần thục khoác lên giáp vẫy cá, tùy tay cầm lấy một thanh bảo kiếm, bước ra khỏi doanh trại. Nguyên soái Binh lính ở cửa thấy hắn đi ra, cùng ùng cúi đầu ân cần thăm hỏi. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng gật đầu, nhìn về phía sĩ tốt bên trái, người đi triệu tập toàn bộ tướng lĩnh trong quân tới bàn việc. Hắn lại nhìn sang binh lính bên phải, người đi trước dẫn đường. Sĩ tốt bên trái đồng ý bước đi, Sĩ tốt bên phải tuy không rõ vì sao tới quân cơ đường cần mình dẫn đường, nhưng mệnh lệnh của nguyên soái hắn khẳng định ngoan ngoãn nghe theo. Dọc đường, Phó Thanh Dương quan sát chung quanh, nơi này là doanh trại trong thành, hướng về phương Bắc quan sát, có thể thấy tường thành cao ngất, tinh kỳ phấp phới, còn có sĩ tốt cầm binh khí. Không bao lâu, Phó Thanh Dương theo sĩ tốt tới trước một tòa kiến trúc mái hiên uống công. Dưới mái hiên treo ba chữ quân cơ đường. Sĩ tốt ở lại gác bên ngoài, Phó Thanh Dương đeo bảo kiếm, đẩy ra cửa ô vuông, bước qua bậc cửa, tùy ý đảo qua, thấy từng cái ghế dựa cao vây quanh một sa bàn thật lớn. Phía sau chỗ ngồi thuộc về nguyên soái treo một tấm bản đồ cổ đại tinh vi. Phó Thanh Dương đi đến trước bản đồ, ánh mắt thâm thúy rơi trên bản đồ, rất nhanh đã ở trên bản đồ tìm được vị trí Lâm Hạ Thành, ngay tại hướng chính bắc của quốc đô. Hai thành cách nhau 40 dặm, Lâm Hạ Thành vừa phá, có thể áp sát tới thẳng quốc đô Nam Triều. Phó Thanh Dương chăm chú nhìn bản đồ, chậm rãi ở trong đầu ốc hình thành một bản đồ lập thể 3D, dãy núi, con sông các địa thế ở trong đầu lần lượt hiện lên. Chỉ 5 phút đồng hồ, hắn đã mang địa hình phạm vi 10 dặm lâm hạ thành khắc trong đầu nếu bản đồ không vẽ sai. Lúc này, Phó Thanh Dương nghe thấy ngoài cửa truyền đến một đợt tiếng bước chân dồn dập. 12 người, đều là cao thủ, ba người nghề nghiệp thổ quái, hai một yêu, hai hỏa sư. Phó Thanh Dương xoay người nhìn về phía cửa ô vuông, vừa vặn thấy cửa bị đẩy ra, một đám tướng lĩnh cao cấp mặt vẫy cá, trọng giáp, khinh giáp, vượt qua bậc cửa, tiến vào quân cơ đường. Ánh mắt Phó Thanh Dương tập trung, thấy mấy gương mặt quen thuộc linh quân, triệu thành hoàng, thiên hạ quy hỏa. Dung mạo ba người chưa có biến hóa, lúc này đang ánh mắt tò mò nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh cùng đồng bạn, thật cẩn thận che giấu trạng thái mới đến của mình. Lúc này, ba người cũng đã nhìn thấy phó thanh dương vẻ mặt vui vẻ sau đó kiềm chế xuống phó thanh dương đứng khoanh tay nhìn về phía tướng lĩnh cao cấp tiến vào trong phòng thản nhiên nói ngồi chính tướng lĩnh dân bản xứ tự nhiên mà vậy tìm được vị trí của mình thấy thế linh quân triệu thành hoàng cùng thiên hạ quy hỏa lần lượt chiếm ba cái ghế tựa còn lại không đợi phó thanh dương mở miệng một vị tráng hán khuôn mặt thô ráp đôi mắt hơi đỏ liền hừ lạnh nói nguyên soái đại quân áp sát chúng ta rất bận rộn ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng nhất định đừng tùy tiện hành động nữa liên lụy tướng sĩ ba quân tráng hán lúc nói chuyện phó thanh dương sâu sắc phát hiện tướng lĩnh khác vẻ mặt hoặc ghét bỏ hoặc khinh thường hoặc căm hận cực kỳ bất mãn đối với dương sách hắn không khỏi nhìn về phía linh quân linh quân không hổ là tình yêu cũ bạn nối khố của tiền công tử ngầm hiểu trầm giọng nói nguyên soái à ngươi ngày hôm trước không để ý các tướng sĩ phản đối tự tiện dẫn binh ra khỏi thành tập kích doanh trại địch, không ngờ trúng mai phục, mọi người dốc hết toàn lực. Tổn thất 3.000 binh mã mới cứu ngươi về được. Kẻ làm soái lỗ mãn như thế, thẹn với triều đình tín nhiệm, thẹn với dân chúng tín nhiệm, càng thẹn với tướng sĩ bởi ngươi mà chết. Các tướng lĩnh dân lên sự kính trọng, vẻ mặt kính để nhìn linh quân. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nhìn mọi người, đã rõ khốn cảnh thứ nhất mình đối mặt lòng người tan rã. Kẻ làm soái phải có được uy vọng ba quân thần phục không có uy vọng thì không thể cầm quân một khi khai chiến với quân địch nhất định thất bại không thể nghi ngờ vậy nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chính là tạo uy vọng tập hợp lòng người phó thanh dương bắt đầu trầm ngâm bình thường mà nói phương thức nhanh gọn nhất đơn giản nhất chính là dẫn quân rời thành đánh thắng một trận nhưng hắn bây giờ là nguyên soái không thể làm mọi người phục hơn nữa bởi vì ngày hôm trước tự tiện dẫn quân ra khỏi thành khiến nam triều quân tổn thất thê thảm nặng nề nếu lặp lại một lần nữa lòng quân oán giận không có bất cứ phần thắng nào ra khỏi thành chính là tìm chết suy nghĩ lưu chuyển phó thanh dương thản nhiên nói bổn soái đã biết sai hôm nay triệu tập các vị đến đó là muốn nghe ý kiến mọi người quân địch vây thành nguy cơ bốn bề phá cục như thế nào hắn tính thu hoạch tình báo chi tiết của quân địch trước cân nhắc sau nghe vậy các tướng lĩnh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vị nguyên soái trẻ tuổi tự đánh giá bản thân rất cao này, thế mà nhận sai rồi. Mặt trời mọc phía tây. Phó Thanh Dương nhìn quanh, lạnh lùng nói, như thế nào, các vị đều là giá áo túi cơm, trong lồng ngực không có kế sách. Chịu hắn kích thích, hỏa sư trong tướng lĩnh dẫn đầu nhịn không được, vỗ bàn đứng lên, bắt đầu cao hứng bàn luận, nói về chiến lược cùng ý tưởng của mình. Phó Thanh Dương ngồi ghế đầu, hai khuỷu tay chống mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Không bao lâu, ở trong mấy vị tướng lĩnh chỉ điểm Giang Sơn, Phó Thanh Dương đã mò rõ tình huống quân địch, thống soái quân đội Bắc Triều là Thác Bạc Quan Hách được xưng cường giả số một Bắc Cảnh. Người này ở mười mấy năm trước đã vấn đỉnh ngai báo người mạnh nhất Bắc Cảnh, xuất đạo mười năm, giết các đại môn phái Bắc Cảnh run rẩy. sau khi vô địch Giang Hồ, hắn vào Triều làm tướng, xây dựng cự quyết quân, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Chiến tích huy hoàng nhất là 6 năm trước, dẫn 500 cự khuyết quân Bắc đánh Mang Di, tung hoành 800 dặm, giết mãi đến vương đình của Mang Di phương Bắc, rút cuộc thay Bắc Triều Bình Định tai họa Mang Di, có thể chuyên tâm Nam Chinh, thành tựu bá nghiệp thống nhất thiên hạ. Trong truyền thuyết, vị thác bạc quan hách kia thân như tháp sắt, ba đầu tám tay, một người có thể ngăn cản trăm vạn quân, vĩnh viễn không biết mệt nhọc, cự khuyết quân hắn dẫn dắt cũng như thế. Trong trận chiến tung hoành thảo nguyên 800 dặm, đội quân này hoàn toàn không cần lương thảo tiếp tế tiếp viện. Viễn cổ chiến thần, cự khuyết quân dưới trướng là yêu mê hoặc tạo thành. Khuôn mặt anh Tuấn của Phó Thanh Dương lộ ra một phần ngưng trọng. Viễn cổ chiến thần chính là vì giết chóc mà sinh, vì chiến tranh mà sinh, huống chi, viễn cổ chiến thần này còn xây dựng một mũi quân yêu mê hoặc, sức chiến đấu có thể nghĩ mà biết. Đương nhiên, Phó Thanh Dương cũng không sợ, bởi vì yển sư cũng vì chiến tranh mà sinh, dùng tiểu thuyết cổ đại miêu tả để hình dung chính là Nam yển sư bắt chiến thần. Tiếp theo, Phó Thanh Dương lại tìm hiểu chi tiết đối với quân chủng, vật tư, khí giới, số lượng dân chúng trong thành, số lượng kho lương dự trữ của địch ta hai bên, Linh quân, Thiên hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng nghe cực kỳ nghiêm túc. Đợi sau khi mỗi một vị tướng lĩnh đều phát biểu ý kiến, đưa ra chiến lược của mình, Phó Thanh Dương cao giọng nói, lời vàng ngọc của các vị, sách ghi nhớ trong lòng, ban đêm nhất định chăm chú nghiền ngẫm. Các vị bận rộn việc quân, hôm nay nghị sự kết thúc ở đây, về đi. Tuy nghĩ sự chưa có kết quả gì, nhưng mấy vị tướng lĩnh đều đã đạt được cơ hội bày tỏ suy nghĩ trong lòng, hài lòng rời đi, đối với dương sách kiêu ngạo có một chút đổi mới cái nhìn. Ba vị các ngươi ở lại một chút. Phó Thanh Dương gọi lại ba người bọn Linh Quân. Thiên hạ quy hỏa chủ động đóng lại cửa ô vuông, Linh Quân lập tức khôi phục tư thái lười biếng, chỉ thiếu gác chân lên trên sa bàn. Phó Thanh Dương không nói lời thừa, các cậu đều tìm hiểu được tình báo gì rồi. Triệu Thành Hoàng thẳng thắng, nghe được nhiều nhất chính là tướng sĩ trong quân lén lẩm bẩm về cậu, Dương Sách là con cháu môn Việt, chị gái là hoàng hậu đương triều, ỷ vào gia thế cùng quan hệ cặp váy, mới lên làm phiêu kỵ tướng quân. Lần này Bắc Triều xâm nhập, vị hôn quân kia ở quốc đô nghe lời bên gối của hoàng hậu, thế mà lại bổ nhiệm một tên con cháu thế gia không có kinh nghiệm làm soái, đối kháng 40 vạn đại quân Bắc Triều, đối kháng Bắc cảnh đệ nhất cao thủ Thác Bạc Quan Hách. Thiên Hạ Quy Hỏa bổ sung nói, Tôi từng quan sát binh lính trong doanh trại, chỉ có thể nói là một cánh quân đủ tư cách, nhưng xa xa không thể gọi là hổ lan chi sư, chống lại thiết kỷ Bắc Triều, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Mặt khác, thác bạc quan hách thị sát hiếu chiến, mỗi lần phá thành, nhất định tàn sát khắp nơi, dân chúng trong thành lòng người hoảng sợ, nếu không phải quân đội gác cổng thành, vườn không nhà trống, dân chúng trong thành đã sớm chạy hết. Linh quân cảm khái một tiếng, lòng quân tan rã, lòng dân tan rã, năm vạn đối trận 40 vạn Ai, nếu là đối chọi vùng đất bằng phẳng Nam Triều đã diệt May mắn, tôi từng thao túng chim chóc Quan sát địa thế lâm hạ thành Nam tựa núi, bắt giáp nước Địa thế lại cao, dễ thủ khó công Nói xong, hắn bổ sung một câu Từng, ưu thế của chúng ta Chỉ có tường thành Phó Thanh Dương yên lặng nghe xong Cũng phát cây đao cho ba vị đồng đội Tôi phỏng đoán, cấp bậc vị thác bạc Quan hách kia, thấp nhất là cấp 8 đỉnh phong rất có thể là cấp chính sơ kỳ, cái này cũng chưa tính chúa tể khác của Bắc Triều. Móa! Linh quân đứng bật dậy, nghe răng trợn mắt, tôi chỉ là thánh giả. Thiên hạ quy hỏa cùng triệu thành hoàng sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Người trước do dự một phen, nói, nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là sống qua 10 ngày, mọi người thì sao? Tương tự. Linh quân cùng triệu thành hoàng đồng thời mở miệng. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là đánh lui quân địch, hoặc bảo vệ quốc đô phó thanh dương nói linh quân ném về phía bạn tốt tri kỷ ánh mắt thương hại nói trước mười ngày sau tôi lập tức rời khỏi linh cảnh cậu đừng nghĩ tôi lưu lại giúp cậu phó thanh dương lạnh lùng nói ta không cần vật hy sinh dừng một chút hắn nói có nhìn thấy nguyên thủy cùng thành viên khác của người chết trở về không ba người khẽ lắc đầu linh quân nói không biết tiểu tử đó ở nơi nào đúng rồi nhanh chóng tìm được bọn họ có bọn họ, trận này mới có thể đánh. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng cũng nghĩ như vậy, ở trong loại phó bản yêu cầu cao độ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng, phó bản này gọi là vua mất nước, chúng ta đã đáp xuống doanh trại, vậy các cậu cảm thấy, hôn quân sẽ là ai? Ba người nhìn nhau, đinh quân lớn tiếng nói, lập tức lui giữ quốc đô. Lúc này, một tiếng rít đinh tai nhức ốc nổ vang ở doanh trại, sóng âm cuồn cuộn. Bốn người trong quân cơ đường khẽ biến sắc, Phó Thanh Dương sải bước chạy ra, nhìn về phía binh sĩ gác ngoài cửa, trầm giọng nói, lập tức đi điều tra. Sĩ tốt kia không nhúc nhích, vẻ mặt thấy lạ mà không còn lạ nữa, nguyên soái, đây là phu soái kia của Bắc Triều đang gào rống, mỗi ngày đều là như thế, ngài quên rồi. Tù binh Bắc Triều Phó Thanh Dương giật mình, dẫn ta đi. Bốn người theo sĩ tốt xuyên qua từng tầng doanh trại gạch xám ngói đen, rất nhanh tới giáo trường, xa xa thấy một bóng dáng cả người đẫm máu. Hắn mặc chiến giáp tổn hại, tóc tai bù xù, trên tay chân buộc xiền xích, một đầu khác của xiền xích khảm thật sâu vào mặt sàn đất nện. Các chỗ khớp xương trên người đóng vào đinh gỗ, xương tỳ bà cũng bị hai cây móc ngọc đâm thủng. Một quan quân đang vung roi quật người này, khiển trách, yên tĩnh. Con mẹ nó, ngày ngày kêu như quỷ, vội vã muốn đầu thai như vậy. Chờ ngày mai phá ma trác đưa đến, lão tử tự mình chém ngươi. Xung quanh sĩ tốt mặt giáp tay cầm vũ khí, vẻ mặt khẩn trương ở một bên cảnh giới, tựa như thợ săn bao vây mảnh hổ, nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người chạy trốn. Bốt! 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 Quan quân kia vung cánh tay, roi hóa thành tàn ảnh, mỗi một roi cuột xuống đều sẽ bắn tung tóe lên bụi bậm, dưới ánh mặt trời rõ ràng có thể thấy được. Tù binh tóc tai bù xù, Mặt đầy vết bẩn ra sức dãy dụa, việc mình mình cứ làm ngửa mặt hú dài, mặc cho roi quật ở trên người, thờ ơ như không thấy. Cách rất xa, lại mặt đầy vết bẩn, tóc tai bù xù, Phó Thanh Dương không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng nhìn từ động tác cơ thể, tù binh tiếng trống trung trời này tựa như có chút lo âu. Tiếng trống của hắn nhìn như phát tiết, thực ra là đang kêu gọi cái gì? Đang hướng quân địch ngoài thành cầu cứu. Truyền Thanh Dương vượt qua binh lính dẫn đội, dẫn ba vị đồng đội đi qua. Đi tới gần, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ngũ quan đại khái của tù binh kia. Cái đệt. Linh quân thốt ra. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc, tù binh đó. Là ma nhãn thiên vương. Phó Thanh Dương giật mình, ngoài sự kinh ngạc lại lộ ra bộ dáng, quả nhiên như thế. Lúc này, ma nhãn thiên vương cũng thấy được bốn đồng đội, lập tức ngừng thét dài, hắt một tiếng. Ngươi còn hát quan quân kia lập tức quật một phát roi hùng hổ nói mọi rợ bắt triều chó đẻ ăn roi chưa đã ghiền phải không lão tử lát nữa cho ngươi uống nước tiểu hắn cho rằng tù binh này là đang cười nhạo roi yếu đuối vô lực dừng tay phó thanh dương lạnh giọng quát bảo ngưng lại quan quân kia giống như mới chú ý tới bọn họ biểu môi thu hồi sợi roi bước nhanh nghênh đón nguyên soái phó thanh dương khẽ gật đầu lời lẽ thăm dò nói tù binh an phận hay không vẫn là bộ dáng cũ mỗi ngày sáng trưa tối đều phải kêu như quỷ ngày mai phá ma trát liền đưa đến đến lúc đó Mặt tướng một đao chém tên này nguyên soái liền không cần chịu quấy nhiễu nữa quan quân đó nói phó thanh dương hỏi ngược lại phá ma trát sau khi hỏi ra câu này hắn từ trong biểu cảm nhỏ của quan quân thấy được coi thường cùng khinh bỉ sau đó liền nghe quan quân trả lời tên này đau thương bất nhập đinh gỗ xuyên tim vẫn có thể hoạt bát khỏe mạnh. Chúng ta dùng vô số loại phương pháp, không thể chém giết hắn, quân sư liền đưa ra một kế, vận dụng chí bảo phá ma trác trong quốc khố, có lẽ có thể chém giết kẻ này. Nguyên soái sao ngay cả phá ma trác cũng không nhớ. Ồ, mặt tướng biết rồi, đối đầu kẻ địch mạnh, nguyên soái suy nghĩ quá nhiều, không nhớ cũng rất bình thường. Linh quân hừ lạnh nói, giọng điệu kỳ quái, còn dám âm thầm trào phúng nguyên soái, bản tướng nhất định chém không tha quan quân khẩu phục tâm không phục cúi đầu ôm quyền mạc tướng không dám phó thanh dương thản nhiên nói lui ra ba mươi trượng quan quân ngẩn ra cẩn thận hỏi nguyên soái ngài muốn làm gì kẻ này tuy cạn kiệt tinh lực thân mang gông xiềng nhưng tuyệt đối không thể sơ ý ngài phó thanh dương lạnh lùng nói lui ra trên người hắn tự nhiên mà vậy để lộ ra một luồng lực lượng làm người ta thần phục quan quân giật thót sợ hãi phát ra từ bản năng Vội vàng dẫn theo mười mấy binh sĩ cầm binh khí lui về phía sau. Trạng thái thế nào? Phó Thanh Dương đi đến trước mặt Ma Nhãn Thiên Vương. Vừa mệt vừa đói vừa mỏi vừa đau. Ma Nhãn Thiên Vương ngồi ở trên mặt đất, lặng lẽ nói, vì sao các người không phải tướng quân chính là Nguyên Soái, mà tôi là tên tù binh sắp chết. Hắn sau khi tiến vào linh cảnh, mở mắt ra nhìn thấy chính là cú đầu, một binh lính đưa cơm đang tát hắn. Ma Nhãn Thiên Vương ngay lập tức đưa đối phương đi luân hồi vì thế, liền có quốc roi vừa rồi. Tình huống thân thể hắn cực kỳ không ổn, hồng đồ bị phong ấn, các khớp xương quanh thân bị đóng đinh gỗ, xương tỳ bà bị xuyên thủng, một thân tu vi mười phần không còn một, cũng may nền tảng mình đồng gia sắc là không thể phong ấn. Hắn từ trong mắng chửi có hạn biết được tình cảnh cùng thân phận của mình, ngày mai phá ma trác đến, đó là thời điểm phải chết, vì thế vội vàng ác long rít gào, hy vọng có thể dẫn đồng đội tới. Mặc kệ là Phó Thanh Dương hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, ma nhãn đều rất tin phối trí của bọn họ, tuyệt đối có thể cứu mình. Chẳng phải thế sao, quả nhiên đưa tới Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nhìn ma nhãn chật vật, trêu tức nói, bởi vì cậu là nghề nghiệp tà ác. Tôi là nghề nghiệp tự do. Ma nhãn sửa đúng, đừng mang tôi cùng đám khốn kiếp kia nói nhập làm một. Ý tứ của tôi là, cậu là nghề nghiệp tà ác, muốn về đơn vị, chỉ có thể đi tuyến đường bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho nên cậu mới trở thành tù binh. Phó Thanh Dương nói, vừa lúc, khống cảnh nhân vật của tôi là thiếu uy vọng, khó có thể cầm binh, lát nữa tôi sẽ cởi bỏ trói buộc của cậu, cậu ở trước mặt các quan quân sĩ tốt kia, hướng tôi tuyên thệ nguyện trung thành. Tiền công tử đầu óc nhanh nhạy, đã tìm được biện pháp phá giải khống cảnh của nhân vật. Nhưng, ma nhãn lập tức từ chối, người tôi nguyện trung thành là Thái Dương Chi Chủ. Thái Dương Chi Chủ hẳn là không ở trong quân doanh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, thân phận nhân vật của cậu là gì? Hoàng Nhan Nhân Đồ, tả thống lĩnh của cự khuyết quân, 10 ngày trước trong công thành, bị quân sư Nam Triều quân thiết kế bắt được. Hoàng Nhan Nhân Đồ nguyện trung thành với tôi, có quan hệ gì với ma nhãn thiên vương cậu? Có đạo lý. Phó Thanh Dương rút ra bảo kiếm bên hông, kiếm quan lạnh lẽo chật lóe, len keng liên thanh, còng tay xiền chân của ma nhãn đứt đoạn, tiếp theo, hắn lật cổ tay, chui kiếm đánh hai cái móc ngọc. Phúc phúc, móc câu ngọc từ sau lưng ma nhãn bắn ra mang ra hai mảng máu thịt thối rửa ma nhãn thiên vương mừng rỡ quanh thân cơ bắp cuồn cuộn ép ra đinh gỗ đóng ở khắp các khớp xương nổi trống nổi trống nơi xa tên quan quân kia sợ hãi biến sắc nguyên soái thả hoàng nhan nhân đồ lập tức nổi trống thông báo toàn quân nên địch mau chóng đi mời quân sư một sĩ tốt kinh hoảng thất thố chạy về phía trống trận nắm lên dùi trống ra sức gõ thùng 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 theo tiếng trống binh lính trong doanh trại hùng hổ tràn đến trong chớp mắt đã đông nghiệp người khi bọn họ thấy rõ tình huống giáo trường phát hiện vị bắt triều nhân đồ kia suýt nửa phá thành đã mất hết trói buộc khôi phục tự do nhất thời xôn xao bày trận bày trận hai tướng lĩnh cao cấp chạy tới trống lên trong tiếng giáp trụ len keng mấy trăm sĩ tốt chạy tới trước hết nhanh chóng bày trận hình tay cầm trường mâu nhắm vào hoàng nhan nhân đồ nơi xa chỉ đợi cấp trên ra lệnh một tiếng, liền khởi xướng xung phong. Phó Thanh Dương đứng ngạo nghễ bất động, hướng về ma nhãn thiên vương khẽ gật đầu, ý tứ là, cậu bắt đầu biểu diễn đi. Xì, thực làm người ta khó chịu. Ma nhãn thiên vương cười khẩy một tiếng, sau đó quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói, hoàng nhan nhân đồ, bằng lòng quy thuận nam triều, nguyện trung thành dương soái. Sóng âm cuồn cuộn, giống như tiếng sét nổ vang ở bên tai các tướng sĩ, làm khuôn mặt bọn họ ác liệt chuyển thành dại ra chiến ý trong mắt tan rã như tuyết mùa xuân phó thanh dương không kinh không hỉ trấn định tự nhiên được nháy mắt giáo trường lặng ngắt như tờ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha